Xin chào anh em. Anh em nghĩ sao nếu như em bán dàn này chỉ có hơn 800.000 thôi? Vâng, tiếng rất là hay. Sở trường của các dòng Panasonic nói chung thì nó chỉ chơi, thường nó chỉ chơi ở Bolero. Tuy nhiên cái dàn này thì em thấy là đánh cả những dòng nhạc remix cũng tương đối là hay luôn các bác nhá. Đấy, tiếng khá là chắc khỏe. Trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về bộ dàn thì bây giờ em sẽ mở lại cái bản nhạc vừa rồi để cho tất cả các bác và anh em mình cùng cảm nhận luôn cái chất âm của bộ dàn này nhá. Em xin phép test 2 thử lại nhạc để cho anh em cảm nhận được rõ nhất cái chất âm và cái sự chơi gọi là tương đối là tạp của cái dàn PM300 này cho các bác anh em mình cùng cảm nhận nhá. Rồi, bây giờ thì em xin phép quay trở về cái dòng nhạc mà nó gọi là cái thế mạnh của cái dàn Panasonic. Đấy, để cho các bác anh mình cùng trải nghiệm cái chất âm. Đấy, sau đó thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái bộ dàn này cho các bác và anh em mình cùng tham khảo nhé. Rồi em sẽ chọn cái lựa chọn cái thể loại nhạc gọi là nhạc nó trữ tình hơn đi, nhạc nhẹ nhàng đi. Giới thiệu về cái bộ dàn này cho tất cả các bác và anh mình cùng hiểu về cái cấu tạo của cái cặp loa này anh em nhé. Đây, anh em có thể thấy tại sao cái loa chắc nó làm to như này. Đấy, xin thưa với anh em, đây là cặp loa toàn giải. Đấy, nó vừa là loa chắc, vừa là loa chung luôn anh em nhé. Còn cái loa phía dưới này nó chỉ phục vụ là anh em để cho nó ra được cái âm bass của nó thôi. Anh em có thể thấy cái nó ghi rõ nhá. Loa B-way, tức là hai cầu B-way bass chắc riêng biệt rồi nhá. Ở dưới nó ghi thêm là Super Woofer, tức là cái loa này sẽ đảm nhiệm là như một loa sub. Đấy, bây giờ em sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ để cho các bạn em mình cùng hiểu luôn, để cảm nhận luôn nhá.
Rồi anh em chờ em chút xíu. Em sẽ tháo cái dây ở cái cầu loa trên này ra. Em chỉ để mỗi loa này thôi. Thì cho anh em cảm nhận được là cái tiếng bass nó đánh ra. Đấy, cái dòng này nó phân khác các cái bộ Panasonic khác, cho nên là cái tiếng của nó rất là hay luôn. Đây bây giờ em sẽ tháo cái dây xanh nhá, tháo dây xanh của nó chép của cả hai bên. Đây cho anh em cảm nhận nhá, nó chỉ tiếng bass thôi. Em thấy không? Bây giờ thì em mẹ lắp cái loa chép vào nhé, để cho anh em xem nhé. Riêng cái dòng loa này nó thiết kế như vậy luôn anh em nhé. Nhiều bộ Panasonic nó vẫn loa dưới vẫn là loa bass, kiêm loa chung luôn. Nhưng đến riêng cái bộ này thì em phát hiện ra nó chỉ là nhận tích bass thôi, cho nên là cái tiếng của nó cực kỳ là tách bạch và rõ ràng, nghe rất là sướng tai luôn. Đấy, nói chung bộ này rất là đáng chơi luôn các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ mở âm thanh lại cho các bác xem nhé. Em đã đấu tất cả đủ loa, hai loa phía trên rồi nhé. Tình yêu thương vách đá treo leo chân em không mỏi, kia đàn chim xinh hót vang dẫn đường yêu sâu, cô giáo đẹp như nhành hoa núi nghĩ son xô bên giường lo hót suối sông này thì CD của con này mắt đọc yếu rồi anh em nhé. Đấy, em chỉ bán cho các bác chủ yếu là mình về nghe điện thoại, nghe máy tính hoặc là nghe TV qua jack, cái loại jack 3.5 này các bác nhé. Đấy, về hình thức của bộ dàn thì em qua luôn hình thức, em đánh giá bộ này còn tương đối là đẹp, hay là tương đối là vuông vức đẹp và đường máy cũng còn tương đối là ok. Bộ này thì chơi hay trong không gian phòng nó khoảng độ dưới 20 m2. Đấy, nó chơi khoảng 10-15 m2 thì quá tuyệt vời. Đấy, hình thức còn tương đối là đẹp anh em nhé. E căng của nó đầy đủ luôn. Đây, hai E căng nó đây. Đấy, E căng màu trắng. Đấy, thùng của loa là vung ván hết anh em nhé. Vung ván. Rồi, vung ván hết anh em nhé. Đây là cái cổng em cắm cái điện thoại đây để em chơi điện thoại máy tính nhá, AUX nhá. Còn dây loa anh em đấu đúng màu cho em, xanh vào xanh, trắng vào trắng, đen vào đỏ vào đỏ cho em. Đấy, hai dây xanh và trắng này sẽ là dây đảm nhiệm ở cái loa chung và loa chép. Còn cái dây đỏ với cả đen này sẽ đảm nhiệm ở cái loa dưới là loa subwoofer, là loa bass anh em nhé. Công suất tiêu điện con này là 48W các bác nhé. Đấy, 48W. Công suất hai loa của con này là loa nó ghi rõ này, loa super bass này của nó là 35W, còn loa chung kiêm loa check của nó là 15W anh em nhé, trở kháng được là 6 ohm. Đấy, nói chung bộ này nói chung là thuộc cái dạng gọi là nghe hay bày đẹp trong phân khúc giá rẻ giá cỏ ạ. Rồi bây giờ thì em sẽ các báo giá với các bác như sau. Bộ dàn Panasonic PM300MD, bộ dàn này trung kiện audio bán giá là 800.000 chưa kèm phụ kiện anh em nhé, 800.000 và chưa kèm phụ kiện. Đấy, anh có nhu cầu mua thêm phụ kiện thì anh em báo bên em, bên sẽ cộng thêm phụ kiện cho các bác. Đấy, còn giá em báo là giá cho các bác nào gọi là nhà mình có những cái dàn rồi ấy, mình chưa ra mình hiểu cái dàn rồi, mình có phụ kiện rồi, có đủ nguồn rồi, có dây rác rồi, đấy là giá 800.000 và bao ship cho các bác luôn. Đấy, còn nếu như mà các bác có chưa phụ kiện thì em sẽ kèm phụ kiện cho các bác là đổi nguồn là dây rác luôn, thì tổng giá sẽ là 950.000. đấy, có anh em đầy đủ có phụ kiện rồi thì bán giá 800.000 thôi. Mọi chi tiết là hàng anh em mua liên hệ số Zalo của trung kiện giao lưu là số 0975 575 262 các bác nhé. Anh em chú ý nhé, tất cả các đơn hàng bên em đều miễn phí ship được các bác luôn, nếu như các chuyển đủ một lần. Còn nếu như các chuyển cọc, cũng làm cọc trước là 300.000 thôi. Tuy nhiên thì nếu như các chuyển cọc thì em sẽ không miễn phí ship, thì các bác sẽ là người giả phí ship. Đấy, còn mọi đơn hàng chuyển đủ em sẽ đều bao ship cả. Rồi, mọi chi tiết là hàng anh em cứ nhắn tin vào Zalo cho em là em sẽ tư vấn và sẽ gửi số tài khoản và các bác chuyển khoản gửi địa chỉ em sẽ gửi hàng nhé. Đấy, anh em có như là mua thêm chuyện gì khác nữa thì cũng báo em, ví dụ điều khiển các thứ thì em sẽ thêm các bác thôi. Thêm tiền với giá ưu đãi luôn.
Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video test của Trung Kiên Audio.